Mời quý vị nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 3 với các tin tức đáng chú ý. Thanh tra chính phủ kiến nghị gỡ khó về đất đắp dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây. Thanh tra chính phủ vừa qua đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong cung cấp vật liệu san lấp cho dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo đó, Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép tiếp tục thu hồi vật liệu san lấp tại các khu vực cải tạo đất nông nghiệp đã phê duyệt đến khi hoàn thành việc san lấp tại dự án. Thanh tra Chính phủ nhận thấy việc cho phép hạ cốt nền nhằm cải tạo đất nông nghiệp, thu hồi vật liệu san lấp để cung cấp cho dự án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cần được cấp thẩm quyền nghiên cứu xem xét như một cơ chế đặc thù trong thời gian tới. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị Tổng thanh tra Chính phủ xem xét cho tỉnh Đồng Nai tiếp tục gia hạn các vị trí hạ cốt nền cải tạo đất nông nghiệp đã cấp cho dự án đoạn Phan Thiết dầu dây trong lúc chờ kết luận chính thức của đoàn thanh tra. Dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây đoạn qua Đồng Nai còn thiếu khoảng 620.000 mét khối đất đắp để thi công các hạng mục đường song hành, đường gom dân sinh và đường dẫn các đầu cầu vượt. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong dịp 30 tháng 4 tới đây. Đến lượt đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh lo thiếu vật liệu. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu vật liệu thông thường phục vụ cho dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 1,6 triệu mét khối đất đắp nền đường, khoảng 7,2 triệu mét khối cắt đắp nền đường, 1,5 triệu mét khối cát xây dựng và khoảng 4,4 triệu mét khối đá xây dựng các loại. Trong các loại vật liệu nêu trên, nguồn cung cát đắp nền đường đang là điểm nóng nhất. Cụ thể, qua khảo sát với nhu cầu cần khoảng 7,2 triệu mét khối cát xa lấp, các địa phương hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu với Đồng Nai, qua khảo sát cơ bản nguồn vật liệu đủ cung cấp cho dự án. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng thời nhiều dự án quan trọng trọng điểm quốc gia và một số dự án của địa phương nên công suất khai thác từng mỏ có khả năng không đáp ứng tiến độ yêu cầu. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai cần hơn 500.000 mét khối vật liệu san lấp và khoảng 360.000 mét khối đá xây dựng. Giả soát lại mục tiêu phát triển cụm công nghiệp, Ngày 20 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng làm việc với các sở ngành địa phương về mục tiêu nhiệm vụ phát triển các cụm công nghiệp. Đồng Nai có 27 cụm công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích hơn 1,4 ngàn hecta, chiếm 2,3% tổng diện tích quy hoạch của cả nước và xếp thứ 14 về quy mô trong số các tỉnh thành. Tính đến tháng 9 năm 2022, Đồng Nai có 24 trên 27 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 16 trên 27 cụm đã được phê duyệt quyết định thành lập. Nhưng hiện tại mới có 4 cụm công nghiệp có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc trong việc phát triển cụm công nghiệp của Đồng Nai như giải phóng mặt bằng chậm, giá đất và chi phí đầu tư tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Một số cụm công nghiệp rắc rối về việc hoàn thành thủ tục pháp lý. Trước các thực tế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các sở ngành địa phương liên quan ra soát lại mục tiêu phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cần có đánh giá sát với thực tiễn hiện nay, nhất là với những cụm công nghiệp đã quy hoạch hoặc triển khai lâu nhưng chưa có nhiều tiến triển tính toán loại bỏ cụm công nghiệp nào không còn phù hợp, khó kêu gọi đầu tư, điều chỉnh hoặc bổ sung sang các khu vực khác còn dư địa phát triển. Tăng cường 4 kiểm định viên quân sự hỗ trợ đăng kiểm tại Đồng Nai. Đại diện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai Sở Giao thông Vận tải cho biết, tại hai đơn vị đăng kiểm trực thuộc là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S ở thành phố Long Khánh và 6003S ở huyện Định Quán sẽ được tăng cường thêm 4 kiểm định viên của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S và 6003S là hai trong tổng số 14 trung tâm đăng kiểm trên cả nước được tăng cường các kiểm định viên quân sự. Trước đó ngày 18 tháng 3, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã điều động 40 kiểm định viên cho cục đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị. Trên cơ sở nhu cầu của người dân, Cục đăng kiểm Việt Nam đã sắp xếp phân bổ các kiểm định viên quân sự đến những trung tâm đăng kiểm có lượng xe đông, tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp không phân biệt trung tâm thuộc cục, sở giao thông vận tải hay các doanh nghiệp. Từ đó đáp ứng sớm nhất, tốt nhất nhu cầu đăng kiểm xe của người dân, hạn chế tình trạng xếp hàng chờ lâu như thời gian vừa qua. Bắt nhóm đối tượng chuyên mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng. Ngày 20 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng chuyên mua bán tàng trữ các loại vũ khí quân dụng. Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Viết Tới 33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Nguyễn Quang Cường 33 tuổi và Bùi Vũ Nhật Huy, thường gọi Putin 18 tuổi, cùng ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Qua khám xét nhà các đối tượng, công an thu giữ 14 khẩu súng các loại, hơn 420 viên đạn các loại cùng một số thiết bị như báng súng, hộp tiếp đạn, vỏ đạn, thu giữ nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng và các bộ phận của súng. Ngoài ra công an còn thu giữ 26 viên nghi là ma túy tổng hợp. Theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, thời gian vừa qua qua công tác nắm tình hình phát hiện tại địa bàn thành phố Biên Hòa xảy ra một số vụ các nhóm thanh thiếu niên dùng súng công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Qua xác mình, các loại súng này đều do một nhóm đối tượng có tiền án tiền sự cung cấp nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả, công an xác định Hoàng Viết Tới là đối tượng từng có nhiều tiền án và thường có mối quan hệ với các đối tượng mua bán sử dụng ma túy trên địa bàn. Đặc biệt trong đó có Nguyễn Quang Cường là đối tượng có hiểu biết về súng, cách lắp ráp các loại súng nên các đối tượng đã phối hợp với nhau để chế tạo, mua bán các loại súng ra thị trường. Để thực hiện việc này, các đối tượng mua thiết bị mang về nhà Cường để lắp ráp các loại súng bắn đạn trì, đạn hơi và sửa chữa các loại súng quân dụng khác. Số súng này sau đó được giao lại cho tới và Huy cung cấp cho các đối tượng khác để làm công cụ gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tạm giữ xe chở 60 tấn đất sét chưa rõ nguồn gốc. Công an huyện Long Thành cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc số đất sét trên xe đầu kéo chở vượt quá 100% tải trọng cho phép. Từ tin báo của người dân, dạng sáng 18 tháng 3, lực lượng chức năng Công an huyện Long Thành đã kiểm tra xe đầu kéo biển số 50H20593 kéo rơ móc biển số 51R50675. Lưu thông trên đường tỉnh 769 hướng ngã tư dầu dây đi ngã tư Lộc An, đoạn qua huyện Long Thành. Lúc này trên xe rơ móc chở hơn 60 tấn đất sét. Qua làm việc với lực lượng chức năng, tài xế BKD ngụ tỉnh Lâm Đồng chưa có giấy phép lái xe theo quy định, không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên xe. Đồng thời khi kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe này chở vượt tải trọng cho phép trên 100%. Quý vị vừa nghe bản tin tin anh audio của báo Đồng Nai.